Sau 4 năm học tập cùng với các bạn thì em cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn khi được học tập cùng với những người bạn vô cùng tuyệt vời ạ. Used to look at me back then, trying to control every step that I was taking. But I know what I won't be missing, and it won't be you listening. Baby, I'm over you. Used to think you're all I need, now you're gone, I'm feeling free. I don't need your eyes on me, eyes on me. Thấy khá là hạnh phúc vì mình đã có những cái kỷ niệm cả vui lẫn buồn với các bạn của 9A5. Em cảm thấy rất là may mắn và biết ơn khi mà em đã có những người bạn thân luôn đồng hành của em suốt 4 năm qua. Em ơi, lên. Ngừng lại đi. Chúng mình là bạn mà. Lớp em có đoàn kết không? Dạ, lớp em có ạ. Đầu tiên thì em xin cảm ơn cô Đoàn Tu Huyền vì đã dạy dỗ chúng em, và em cũng chúc các bạn trong lớp tập thể 9A5 vào được trường mình mong muốn ạ. Là em muốn cảm ơn cô Huyền, cô Hương với cả cô Nguyệt vì đã đang và sẽ đồng hành cùng chúng em cho đến hết năm lớp 9. Con xin chân thành cảm ơn cô Đoàn Thu Huyền dạy môn toán, cô Vương Thị Kim Hương dạy môn ngữ văn và cô Lê Minh Nguyệt dạy môn tiếng Anh đã luôn đồng hành cùng với tụi con trong suốt những cái quá trình học tập. Cảm thấy biết ơn vì các cô luôn tâm huyết trong từng bài giảng và luôn cố gắng mang đến những cái tiết học bổ ích. Muốn nhắn nhủ là chúc các bạn sẽ có tâm lý thật vững vàng và sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi lên cấp 3. Tao nghĩ là thời gian bên nhau thì chắc là cũng không còn nhiều nữa. Ta chỉ mong là chúng mày sẽ vào được ngôi trường mà chúng mày yêu thích. Dù là có thể là trường công lập hay là trường chuyên thì ta mong là chúng mày hãy cố gắng hết sức. Chúng ta chỉ có một lần thôi. Yêu lắm. Em rất cảm ơn cô vì đã chỉ bảo và dạy dỗ em. Lớp em có đoàn kết không? Có. Em cảm thấy con gái lớp mình như nào? Em cảm thấy các bạn nữ trong lớp em hơi bạo lực. Em thấy các bạn nam lớp mình như nào? Hơi yếu đuối anh ạ. Cảm thấy lớp em thật là beautiful và amazing. Cảm thấy rất là vui và có những kiểu đẹp bên các bạn nhưng cảm thấy hơi bị phân biệt anh ạ. Nói chung thì em thấy là dù là nam hay nữ thì các bạn đều rất là đáng yêu. Đồng thời tớ chúc các cậu là đạt được mục tiêu mình đã đề ra trong tương lai. Luôn gọi là tiếp tục với con đường mà mình đã chọn, không bỏ cuộc. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và cô giáo đã cho để lại cho em những kỷ niệm tốt đẹp. I don't need no, I don't need so worried out. No, I'm so me, I don't want no.
chỉ là năm thân yêu, một năm đồng hành với nhau. Từ những tháng ngày đầu tiên, cô trò mình vẫn còn bỡ ngỡ, chưa hiểu biết gì về nhau. Đến những ngày tháng cuối, chúng ta cùng học với nhau. Rất nhiều các kỷ niệm đẹp từ những bạn nam nghịch ngợm của lớp mình, hay những bạn nam cá tính, rất thích chơi thể thao, với những bạn nữ chăm chỉ, ngày nào cũng tập trung để học bài, và những bạn nữ cực kỳ cá tính. Có những bạn cá tính rất mạnh mẽ, nhưng có những bạn thì rất nhẹ nhàng và nữ tính. Đấy là những cảm xúc về 9 năm của cô tại thời điểm này. 9 năm thân yêu, chúng ta đã trải qua một năm học với nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp sẽ gắn bó với nhau khi chúng ta rời khỏi mái trường thanh xuân chung. Chúc các con ngày một trưởng thành hơn, và tất cả các bạn đều chạm tới được những ước mơ của mình trong tương lai.